kính chào ban giám khảo, các bạn. Lời đầu tiên cho em phải là người cùng ban giám khảo và các bạn một lời sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Ánh Ngao, học sinh lớp 8A trường Trung học cơ sở Đông Lạc. Hôm nay tôi đi sáng tạo học kỹ thuật trong tiểu liên và di động. Năm 2023, em xin tự giới thiệu sản phẩm của mình là mang tên là mô hình học không gian. Đối với em và các bạn học sinh ở trong trường thì chương trình học hình học không gian tương đối là điều thường qua cần một sự tư duy cao nhất ở chương trình của sách giáo khoa tư phản lớp 8. Chính vì vậy các thầy cô cần những đạo cụ trực quan để chỉ ra những hình học định lý giúp các bạn nhiều với bài học, nên em đã làm một mô hình với bản chất lý là rẻ và hữu ích thực tế. Mô hình học không gian của em đã được áp dụng vào những kiến học dạy học trong trường và bước đầu nó đã phát huy những ưu điểm thực tế của nó. Mô hình học không gian được lấy từ những ống nhựa phế thải bỏ đi, những chiếc anten cho những chiếc radio cũ và những thiết bị điện tử cũ và hình tù được cố định bằng những đoạn thép được em lấy từ xưởng cơ khí khi họ đã bỏ đi và những đoạn dây cũ được mua với giá thành rẻ mạt. Cấu tạo của mô hình học không gian gồm ống nhựa để làm trụ chính cho mô hình và anten để điều chỉnh hướng của mô hình, tạo ra những hình thù để giúp các thầy cô giáo dạy và học. Ví dụ như là hình, ví dụ như đây là hình tháng và những hình học đấy là hình tháng và những đường dây cũng được em ví như là những đường thẳng của những hình học để tạo ra những hình học là những bàn là giữa ba số hướng và phát hiện vấn đề nhanh hơn. Về nguyên lý hoạt động thì các thầy cô có thể kéo dài những đoạn thăng tiến phù hợp để phù hợp với bài học, tạo ra những hình học để giúp các bạn hiểu được định vị. Và khi không dùng nữa thì các thầy cô có thể cầm còn lại và dễ dàng di chuyển vì nó có tính gọn nhẹ và tiện lợi. Và kết thúc bằng chương trình của em đấy thì mô hình đã được ứng dụng sẽ, em mong mô hình sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn nữa ở nhiều trường học vì kinh phí giá thành thấp và dễ dàng sửa chữa sử dụng. Và em cuối cùng em xin kính chúc hội thi ngày càng thành công tốt đẹp. Em xin ơn. Rồi, chúng mừng con. Mời cô Nga đặt câu hỏi cho học viên. Trong giờ dạy toán, trong thanh tạp toán đấy, thì trong không thử nghiệm ở trường con có mô hình học kỹ không gian không? Dạ, em xin trả lời ban giám khảo là có cả mô hình, nhưng đó là những mô hình rơi nhau, không liên đá nắng những mô hình của em đang dùng mà nó liên nhau, những mô hình khác nhau có thể là gây ra bất tiện trong việc di chuyển cũng như là nhỏ để khó hiểu cho các bạn, không thể bao đi được. Dạ. Thế thì ở đây con là trong bài của con thấy rằng là mô hình này có thể tạo ra được, tức là con tạo ra các hình khác nhau không? Lúc này có thể con di chuyển ra bảo đang thịt thang. Thế thì con đứng em dựng ra cái đây có thể con sẽ dựa cái kẻ của cái này ra tạo thành hình thang. Dạ, theo em thì ở cái bề mặt kéo cái này, kéo cái này ra thì nó sẽ trở thành hình thang. Như vậy là hình thang hình thang cân hoặc có thể lấy không, đây nói chưa dùng hình thức lấy hình thang cân. Và chỉ đối với hình học không gian thì cái này mặt phẳng, quan trọng là phải hình dung được mặt phẳng. Dạ, đường có thể thấy được đấy, nhưng mặt phẳng tại vì cái này là 3D, thay vì là dùng máy chiếu là không thể thấy được những kiểu mặt phẳng thôi. À,
con cái này là 3 đêm thì là quan sát một cách chính xác hơn. Trong cái tình hình học không gian của Tám ấy, thì cả ngày thầy sẽ sử dụng con trong 3 năm. Con có thể sử dụng thầy đã từng sử dụng con ở tại 3 năm. Em sẽ tìm kiếm các tổng thảo đã từng sử dụng mỗi hai con vai là đi ngục dịch nhân. Ở thầy giáo hóa tâm hay được tạo. Tức là thầy sử dụng để cho con nhận định hình hay là sử dụng để con làm gì để chứng minh? Để con làm nhận định hình và phát hiện vị trí nhanh hơn để giúp là khi mà chúng ta có thể là minh hòa được hình và khi vẽ ra vở để chứng minh thì có thể là một cách dễ dàng hơn. Trong toán học thì thầy Toàn có tư duy thế này. Toán học thì đòi hỏi rất quan trọng cái độ chính xác. Vậy thì con thấy mô hình mình có phần nào mà không chính xác mà con thấy cần cải tiến không? Đối với mô hình em không chính xác chính là những đường cái chữ có thể nó bị chung lại. Và những đường này thì cũng em cũng chẳng phải là robot cho nên là cũng có thể là song song không phải chính xác hơn nữa. Vậy thì nguyên nhân con bị tái khám vì con dùng giấy trúng thì dần đến nó giảm độ chính xác ấy. Em xin lỗi anh cảm ơn học có thể đọc lại. Tức là em biết nguyên nhân vì sao em dùng giấy trúng thì nó sẽ giảm đi độ chính xác không? Tại vì giấy trúng không có tính đắt thôi. Nên là có thể nghĩa là nhằm 100% được. Nó lại bị trúng lại. Nếu bây giờ mà cải tiến giấy trúng để tăng độ chính xác thì con làm thế nào? Em sẽ thấy vào một loại giấy khác có thể là không đan kiểu này mà thẳng luôn thì sẽ khi mà kéo ra thì nó sẽ phải căng lên luôn thì đó sẽ là chính xác luôn. Bởi vì con thể rằng cái anten rất là bé. Anten rất là bé tại vì là mô hình này cũng là mô hình dạy học cho nên là em sẽ là thiên về là nhỏ gọn và tiện lợi hơn là một mô hình khổng lồ. Bây giờ con có thể giới thiệu các cái hình không gian mà trong cái mô hình con làm được không? Dạ, đấy ví dụ đấy là như là con giới thiệu các bạn hiểu được con dùng thế nào ra mô hình đó. Dạ, đấy là hình trụ được cố định sẵn luôn. Con đơn nếu mà kéo anten thì ra. Rồi tiếp tục có hình nào được không? Và khi thu cảnh nghe vào thì nó sẽ trở thành như mà để đấy sẽ trở thành một hình mục. Rồi có hình nào được không? Dạ, và khi quan sát được đến này thì nó sẽ thành hình vuông. Quan sát mặt phẳng ở trên thì nó sẽ trở thành hình vuông. Vậy thì giữa hình không gian và hình học phẳng có gì khác nhau không? Hình học không gian là hình học 3D, còn hình học phẳng là nó sẽ phẳng luôn con 3D. Vậy thì ví dụ hình vuông thuộc hình không gian là hình học phẳng? Dạ, bạn sẽ học. Hình vuông thuộc hình không gian là hình học phẳng? Hình vuông. Hình vuông thì là cũng là hình học phẳng. Nhưng mà con thầy bố thầy thấy là con dùng đề tài con là mô hình hình học không gian. Cũng là mô hình học không gian. Hình vuông có thể là mô hình hộp. Hình vuông sao là hình hộp được? Có thể là hình hộp được. Con hiểu nhầm giữa hình vuông và hình gập phương. Xin lỗi ban giám khảo. Cho buổi hôm nay thì nếu thì khi các bạn nhìn vào đấy thì trở thành hình vuông. Con có thể giải toán đi không ạ? Dạ. Con để mà nhìn vào mặt phẳng thì sẽ trở thành hình vuông. Con phải hiểu rõ bản chất của hình không gian và hình phẳng là nó khác nhau. Đó là cái tên đề tài con phải cân nhắc. Bởi vì đề tài của con là mô hình hình học không gian. Ví dụ con giới thiệu hình gập phương này, con giới thiệu về hình trụ này, con giới thiệu về hình các cái hình mà con giới thiệu đến cho con, ví dụ như ta thì con thể giới thiệu những hình tháng này, hình vuông này, con phải cân nhắc.
thì sẽ cân nhắc. Chứ nếu không có nội đề sai vấn đề mà toán nó sai, con sẽ sai hẳn luôn. Cái thứ hai là con phải hình dung rằng nguyên nhân là do cái anten nó bé, lực nó phải không trụ được, và nếu mình dùng dây chún thì nó sẽ rất là nặng. Nếu con phải nghiên cứu để thấy cái dây chún bằng một dây khác, nó vẫn có tính đan hôi nhưng nó phải nhẹ hơn. Có rất nhiều loại dây, nhưng loại dây rất bé mà có thể có giãn được, và thậm chí khi có giãn ra nó thể thành đường thẳng, nhưng phải có giãn thành chung xuống. Có những dây rất là nhỏ như thế, khi ra con có thể sử dụng các cái dây mà thầy tư vấn cho con có thể đóng cái dây mà của cái dây chún đó, đóng có những dây rất bé, thì dây bé là con gỡ ra con nối vào những đường này thì nó sẽ thay cái dây chún này là đều chỉ sạc cao hơn. Còn khi mà con muốn giới thiệu cho bạn nào hình nào thì con có thể mua được các bạn từ quan sát, hay là mình có thể chỉ đường kéo ra được đó. Cho nên nếu con dùng dây chún thì nó sẽ rất là bất cập. Con phải nghiên cứu cải tiến tiếp nhé. Con chỉ cảm ơn bạn giám khảo đã có ý để nghe con Nga tư vấn. Hôm nay cái hình dựa cố định ấy rất có muốn có cái thể là hạ xuống, bởi vì nếu như có cái con sửa thì mình không tìm để lên cái hình dựa rất rồi. Tức là các bạn phải đặt con mặt hai hình đúng không ạ, có muốn hạ cái hình dựa, hoặc là nếu mà phải hạ nếu thì hạ được thì phải kết xuống để mô hình cho cục đúng không ạ, hạ xuống được nó rất một sản phẩm con phải hạ được xuống để có thể có cái không gian mà nhà ơi em như thế này. Em cũng đã nói vào bàn riêng anh giám khảo là mô hình này rất dễ sửa chữa, thì những cái đó có thể sửa chữa được trong tương lai gần. Không phải là sửa chữa mà là tư duy cách làm con. Bây giờ nếu mà ta nói không phải chỉ có phòng mới sửa, còn bây giờ cách tư duy ví dụ này, ngay cái hình chỉnh rửa con phải dùng cái dòng mà gấp được, tức là ngay chỉnh cái hình chỉnh rửa con phải dùng được cái anten để gập vào được, khi cần thiết nó để ghép qua trong cọc á, còn khi cần thiết mới tung ra. Còn bây giờ con lại làm cố định khi làm dần để cái hình nhỏ đấy, hình đó, hình đó phải gấp thẳng vào được, thay một đường thẳng nữa là không xuống được, con hiểu không nè. Cho nên nếu mà con để như thế thì làm hình nó rồi mà nó xấu, có nghĩa phải tính linh hoạt cao hơn một chút nữa. Rồi chúc mừng con. Cảm ơn bạn đồng phạm.